Quyền Linh và Hồng Vân xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một trong những chương trình kết nối một nửa yêu thương của ai đó tìm một nửa mảnh ghép của mình. Thông qua chương trình các bạn có thể có duyên với nhau, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Đó là những gì mà chương trình luôn luôn mong muốn, để xem hai cặp đôi ngày hôm nay họ có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Còn chần chờ gì nữa, Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ ngay cặp đôi đầu tiên. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiệu. Hồng nhan bạc kiệu. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu cho bên nhà gái biết. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng Tăng, năm nay 38 tuổi, thì hiện đang công tác tại Ủy ban phường 10 quận 5. Em làm công việc gì? Dạ em làm bên chuyên trách tệ nạn xã hội thuộc Lao động Thương binh Xã hội phường 10. Mình giới thiệu đi cơ. Em chào chị Hồng Vân. Okay. Em chào anh Quyền Linh và nhà trai và chào tất cả các khán giả có mặt tại khán đài. Em tên là Lê Thị Ngọc Anh, năm nay em 36 tuổi. Hiện thì em đang làm nhân viên hành chánh. Em cũng sinh sống tại quận nhất. Tức là cụ thể em làm gì em gái? Em làm tuyển nhân viên và giống như là quản lý những cái hồ sơ của khách hàng cũng như là hồ sơ của nhân viên ạ. Xin giới thiệu em, chàng trai bên đây quản lý những người cai nghiện đó em. Quản lý những người cai nghiện đó em. Cần không đưa một số hồ sơ cai nghiện qua. Bên đây người ta điều tiết bên bảo vệ. Thành ra là hai bên cũng có thể kết hợp được. Được mà, anh đưa một số người cai nghiện qua làm bảo vệ. Dạ đúng người rồi. Ta hoàn lương rồi, mình đưa qua để giúp người ta có công việc, người ta trở lại với cộng đồng, hòa nhập cộng đồng quá tốt luôn. Bây giờ mình giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu đi, mời nhà gái. Về điểm mạnh của em thì là chắc em làm ở mảng hành chánh nhân sự. Thì là em có cái là em vui tính, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì là giống như những người phụ nữ khác đi ha. Thì em là hơi nhõng nhẽo nè, mít ướt nè, hay giận. Giận hờn vu vơ à. Không biết là đàn trai có chịu được cái tính này của em không ạ? Được không? Dạ được. Được, nói lớn cho bạn gái biết đi. Dạ được. Trời, người cai nghiện mà người ta còn lo được mà. Nhõng nhẽo ăn thua gì đâu. Tao sẵn bển nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu đi, để cho bên đây người ta nghe coi sao nè. Điện nước thì em làm được hết, còn điểm yếu của em thì em ít nói. Em hỏi tí xíu được không ạ? Dạ, anh làm cũng có tiếp xúc với lại những cái hồ sơ đúng không ạ? Nhưng mà anh nói anh ít nói vậy, về thí dụ là em với anh có gặp nhau thì anh ít nói vậy thì anh làm cái gì ạ? Làm gì nói đi. Hỏi xoay đắp xoay. Đó. Thì mình ít nói thì mình hành động. Hành động gì ta hỏi làm gì đó nói dạ, đi. Em. Dạ em. Ví dụ em hành động gì? Bạn ở quận nhất thì cũng gần bên, thì cứ đi xem phim hay là đi đây ra Vũng Tàu thì đi tắm biển này kia đồ. Thường là đàn ông mà đi chơi những ngày đầu gặp gỡ đó là người ta sẽ nói nhiều. À, này kia nọ, giờ em không nói, giờ bạn muốn hỏi lại. Thay vào đó bằng những hành động gì? Em nhắn tin. Em nhắn tin. Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Hai người đang bơi dưới biển nhắn tin hả? Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Ra biển nhưng mà nhắn tin trời. Có cách nào không? Dạ thì cũng không nói được, cũng phải cố gắng để nói. Cố gắng hả? Dạ. Ví dụ giờ hai người vô rạp coi phim nè. Đó, rồi em không nói gì chứ á. Rồi cổ muốn em nói gì đó là em không nói, rồi giờ em làm gì? Nắm tay. Hả? Nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Không, mà vô rạp coi phim là không được nói rồi. Bây giờ tí dụ cái khác, ví dụ như ông uống cà phê đi. Không lẽ giờ ra nhìn nhau hoài vậy? Đúng không? Dạ. Giờ làm gì? Nhắn tin. Nhắn tin. Dạ, ví dụ thì cái đó là ê, em cưng quá à. Dạ. Nhìn cưng quá. Không thèm nói gì nhưng mà em cứ nhìn xoáy vô mắt em hấp im á. Dạ. Mắt em hấp im vậy nè. Đó, ví dụ vậy. Xong bà nhìn... bỏ đi về luôn. Nhìn là người ta bối rối là người ta phải nói. Yeah. Chắc chắn cô kia nói anh làm gì nhìn em hoài hả? Không, yeah. Nở nụ cười đều giả thôi. Thôi ví dụ vậy đó. Thiệt, chị nói thiệt nếu mà em ít nói. Cô gái bên này dễ thương lắm luôn á. Chị nói nghiêm túc luôn. Để ngồi hai. Em gái nhớ hồi hỏi lại cái câu đó nha em. Em ít nói làm đẹp gì đẹp gái mà có duyên mà đẹp lắm đó. Mà chàng trai bên đây cũng không thua gì đâu nha. Xứng đào xứng kép luôn á.
Rất là đẹp trai luôn. Em dạ. Trai có mấy mối tình rồi, nói cho bà mối nghe đi. Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì có vợ kết hôn, cũng hai đứa con. Có hai đứa con. Bây giờ thì chia tay rồi, thì mối tình thứ hai em thì cũng có quen được mấy tháng rồi chia tay. Dạ. Cả hai lần đều lý do là vì sao? Lần đầu thì vợ thì có làm công ty rồi, giống như là có qua lại với cái người trong công ty á, thì em biết được em không thích thì em cắt đứt luôn. Còn người thứ hai thì chúng ta cũng còn lựa chọn á chị. Rồi em thấy vậy thì nếu không hợp thì mình chia tay thôi. Em chứ chủ động chia tay đúng không? Cái người ít nói không phải là người ta không ấy đâu. Người ta đang ngắm nhìn mà người ta coi rất là kỹ, để ý luôn á. Thấy không? Em nhưng mà em ly dị vợ rồi, hai đứa con nó ở với ai? Đang ở với mẹ nó. Với mẹ hả? Dạ. Hồi tháng mình có chu cấp cho con? Có đóng tiền tiền học, tiền kia cho trẻ bé. Rồi, thôi coi như là mà mình gian dở một lần đò đi ha. Đi bên đây nè, bên đây để tôi hỏi bên đây nha. Ông có muốn qua coi mặt đàn gái hỏi không? Hỏi trước coi sao? Đây đàn gái tôi hơi bị nghe là chảnh đó nha. Hỏi nhà gái coi bên đàn trai đã lỡ một chuyến đò rồi, đàn gái có suy nghĩ gì không? Thật sự là em bên đây cũng là lỡ một chuyến đò giống như là bên đàn trai. Đồng cảnh ngộ. Dạ, ha. Như là đồng cảnh ngộ ạ. Em có con rồi chưa? Dạ, em có một bé trai. Một bé dạ. Là sống với mình. Thì hiện tại bé năm nay 6 tuổi đang sống cùng với em và bà ngoại. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì em có mối tình nào khác nữa không? Con mình còn nhỏ quá. Thì là lúc đó là mình lo làm, lo chăm con. Nên là cũng không có thiết tha gì với những mối tình đó. Ví dụ giống như là cũng có người đến làm quen thì mình cũng tạo cơ hội đi cà phê, đi xem phim và đi ăn với nhau. Tuy nhiên thì thời gian mà để gặp nhau nhiều thì không có. Và em cũng dành thời gian để chăm con em nhiều hơn. Thì từ từ cái tình cảm nó không đi đến đâu. Tan lạc đi. Dạ đúng rồi ạ. Đó, ông đó, muốn hỏi về em. Dạ em chào. Gái xinh quá nha. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiệu. Hồng nhan bạc kiệu. Câu đó được. Mình đẹp mình có quyền. Hồng nhan bạc chọn. Triệu Dạ, em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng như thế nha. Mẫu lý tưởng của em sắp tới em hướng về như thế nào? Em hy vọng là người đàn ông đó thì là hướng về gia đình nhiều hơn. Tại vì bây giờ cái độ tuổi của em thì cũng không có còn trẻ trung nữa ạ. Thì với lại em mình phải tự tin còn trẻ. Dạ dạ, cũng phải là có cái khả năng chung tay lo lắng cho gia đình đúng không ạ? Đúng đúng. Cái này đó là cái điều em mong muốn ạ. Đúng rồi. Có mong muốn về thương con em không? Dạ có ạ chị. Điều đó dĩ nhiên. Bây giờ thí dụ giờ là em với cô này có tiến sang nữa thì em có lo được cho mẹ luôn, người con luôn không? Dạ được ạ. Được không? Dạ được. Rồi hai người nếu mà lấy nhau thì về ở đâu? Ở chung với mẹ, còn nếu không ở chung thì ở riêng. Riêng có chỗ ở không? Có, mẹ có cho nhà. Có luôn hả? Anh thấy bạn trai là ổn định rồi đó. Có thể lo cho mẹ con em được. Được chưa? Dạ. Rồi còn em bây giờ mình muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Thích là người phụ nữ bình dị với lại biết chăm sóc cho gia đình, có gì thì hai đứa mình thấy là bàn bạc thì nói với nhau. Đúng rồi. Dạ. Đừng có nhắn tin này kia. Dạ. Đúng không? Bên đàn trai có thể cho em hỏi được không ạ? Ví dụ như là em nghe những cái chia sẻ của bên đàn trai thì là muốn là người phụ nữ là phải là chăm lo cho gia đình, nhưng mà giả sử em không có thích ở nhà, em thích đi làm thì sao ạ? Có được không ạ? Em thì em không có thích ở nhà. Được, được. Bạn trai nói được. Em cũng không có kén cá chọn canh, nhưng mà thật sự để mà mình tôn trọng người phụ nữ của mình, người đàn ông khi mà tiếp xúc với mình là phải sạch sẽ trước, đúng không ạ? Không bắt buộc phải là nước hoa, nhưng mà đáng ra là mình phải sạch sẽ cái mùi mồ hôi cơ thể của mình trước, đúng không ạ? Bản thân em khi đòi hỏi người đối diện của em như vậy thì bản thân em cũng sẽ làm như vậy à. Không lẽ gần người mình yêu thương mà dơ giấy rồi hôi hám. Dạ. Đúng không? Đừng có lo. Anh thấy rằng bạn bên đây rất là đẹp trai luôn. À, em cũng rất là xinh gái luôn. Dạ. Hai người hợp ngày hôm nay đó. Dạ, không thích bày hày với lại bê bối. Thích vậy gọn gàng, sạch sẽ. Vậy là chắc chắn rồi, yên tâm. Dạ. Bạn này bên đây vẫn đòi hỏi mình như vậy. Đúng mà. Thành ra là bạn cũng sẽ như vậy. Rồi vậy khỏe rồi. Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với em trai với mấy chị đồng nghiệp trong cơ quan. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Hiền, em trai của anh Tăng. Em ruột luôn phải không? Em ruột. Em thấy cái chị bên đây thì cũng được, cũng xinh, dễ thương, nói chuyện thì cũng lịch sự. Thả đến đây thì giống như là mình đã có duyên rồi, mong hai người cuối cùng bấm nút. Em trai có lô tích với anh trai rồi đó đúng không?
Chút là kêu là nháy vậy là coi như hồi bấm đó, đúng không? Còn bên đây sao mình đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em ạ. Thôi chào cô. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Bạn trai của Hồng Anh. Con nó lớn, đến tuổi này nó lớn rồi, nó biết lựa chọn. Là tùy theo con chọn sao thì tôi chịu vậy. Nhưng mà mẹ có cảm tình với bạn bên đây không? Dạ cũng có cảm tình, từ có công ăn chuyện làm, cũng nói chuyện cũng thấy hiền. Mong đừng có đổ vỡ nữa. Dạ. Mở rào thôi. Mở rào. Đầu đi em. Dạ. Tại vì mong son với lại mong em xinh đẹp dễ thương rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm con Pikachu cho. Dạ. Rồi em mở coi cái hộp nhỏ này là gì. Dạ son ạ. Son hả? Em coi cái màu em có thích không? Dạ, cái màu này thì phụ nữ là ai cũng thích, tại vì nó là cũng là màu đỏ rất là dễ sử dụng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì hôm nay em đến đây có một cái thiệp tặng anh, những cái suy nghĩ trong lòng của em ha, cũng như là em tặng anh một cái món quà nhỏ này coi như là lần đầu mình gặp mặt ạ. Dạ cảm ơn em. Hy vọng là anh thích ạ. Quà gì mở ra luôn cưng. Dạ. Cờ quá. Dạ thì anh làm ở nhân viên văn phòng thì em nghĩ là cái này nó cũng sẽ phù hợp với anh ạ. Cà vạt hả cưng? Dạ. Không biết đeo không? Dạ, anh biết đeo mà. Tưởng bạn gái biết đeo thì đeo cho bạn bạn nam dạ, đi. Dạ, tại vì em thì cũng là một lần đò, nhưng mà thật sự thì em cũng quen bạn trai không có nhiều, nên là cái này chắc từ từ em học hỏi nha. Không sao, học từ đây tới ngày cưới được em, kịp sao đâu. Không? Rồi, các bạn về vị trí đi. Dạ. Cái thiệp đó bạn gái có tặng cái gì trong thiệp không? Dạ, thì trong thiệp thì em ghi câu thơ ạ. Câu thơ hả? Dạ. Mở ra coi đọc cho bạn gái viết cái gì trong đó. À em nghĩ cái này á, là em đọc thì nó sẽ hay hơn ạ. Rồi, hay ví quá. Ví dụ bây giờ em có thể em đọc anh cảm nhận nha. Thì anh có thể là anh mở ra anh xem ha. Thì bây giờ em xin đọc cái bài thơ em gửi tặng cho anh ha. Có ưng không hãy nói cho xong, hãy nói cho xong, kẻo ngại lòng, kẻo ngại lòng, đây chưa rõ đó, đây chưa rõ đó, có ưng không. Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Tình Ngân nói đi, nói ưng không, nói là cô đi. Nói đi. Anh... anh cũng chương trình đáp lại với em là anh cũng ưng như vậy. Anh cũng ưng với lại. Dạ, anh cũng hát bài tặng em. Dạ. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiến bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Này em yêu ơi, tình anh ngang lời muốn nói rằng anh yêu em. Eo o eo, yêu em nhất trên đời. Eo o eo, và chỉ mình em thôi trong đôi mút anh trao. Có thiệt không ạ? Cái câu hay nhất là mình yêu nhau đi. Nhớ nha. Rồi, nắm tay luôn vậy đó hả? Nói gì nữa đi. À, nãy là anh nói là có thiệt không ạ? Thiệt. Ở đây rất là nhiều người làm chứng nha. Lần đầu gặp thì là không có khẳng định chắc chắn được là yêu hay thích, chỉ có ân hay không ân thôi, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là sau cái chương trình này á, thì em với anh có cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Và cũng giống như cái tấm thiệp của em á, thì anh có thể nhìn đó là cái tấm thiệp giống như cái thiệp hồng, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là mình cũng tìm được một cái đối tượng nào để mình có thể là ghi tên cùng nhau, ghi tên vào cái tấm thiệp như vậy ạ. Anh hỏi thật nha, trái tim em có rung động chưa? Dạ, có. Em có thấy cảm giác thích người đối diện nhiều không? Dạ, thích. Cưng dễ sợ không? Cưng quá. Em có mong muốn người đó về chung mình một nhà không? Dạ, muốn. Rồi, tất cả những điều đó em nói một câu với cô ấy đi. Anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì anh với em sẽ về chung một nhà. Cũng... bởi vì anh? Bởi vì anh thích em. Về chỗ liền. Đó. Mình phải nói lúc gì vậy? Lúc đầu là ta nói ưng đó, bây giờ là ta nói thích luôn. Chứ rồi. Không phải nhắn tin nha. Tất cả đôi đây, khi đây, tìm nút cần nào. Phải nói như thế em nha. Rồi để tay nút bấm đi em, thôi lên đó. Bên đây cưng. Thời nút cơ đã tới đây. Em gái suy nghĩ cho kỹ.
quan trọng là do em đó. Đàn trai chúng tôi ưng hết rồi. Bấm luôn rồi, thôi khỏi nói nữa. Bấm luôn rồi. Giờ đàn em đàn gái có bấm không này, nói tiếng một. Một, hai, ba. Bấm luôn. Được rồi đó. Dạ. Nào, nắm tay đi. Rồi, bây giờ có mẹ ở đây nè. Em hứa với mẹ đi cho mẹ yên tâm. Dạ, con chào ba. Chào má luôn đi. Má, con sẽ hứa sẽ lo cho Ngọc Anh. Lo cho một mình em thôi ạ. Lo cho Ngọc Anh và con Ngọc Anh. Dạ, con xin phép bác. Lo cho... Dạ, cho bác. Và xin phép bác cho Hùng Ngọc Anh. Dạ, con xin phép bác cho con Hùng Ngọc Anh. Rất chân tình. Hôm nay là một ngày rất là đẹp và rất đáng nhớ với hai em. Mong rằng chúng ta sớm về chung một nhà và chăm sóc mối tình đó để được thăng hoa thành một hạnh phúc trọn vẹn. Rất tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Hãy giữ cái này và nhớ. Dạ, cái này là chị, để ngày trọng đại mình đeo vô nha. Dạ. Em gái về học thắt cà ravat đi nha. Dạ. Rồi giữ lấy, bỏ vào đây. Thấy không? Dạ, có dịp con viết mời cô Huyền Linh ạ. Mời cô Huyền Linh ạ. À, em xin lỗi. Dạ, em rung quá. Dạ, có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ, đến với em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay, hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đẹp quá. Ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, với lại chào toàn bộ quý vị khán giả và chào bạn nữ. Em là Phạm Văn Nghĩa và đến từ Nha Trang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Năm nay em 28 tuổi. Quang làm gì? Quang Nghĩa làm gì? Dạ, em ở Nha Trang thì em cũng tự kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì Nghĩa? Em kinh doanh về nhà nghỉ với lại quán hải sản. Dạ, với lại kinh doanh bất động sản nhà nhà. Rồi, thôi, nhưng mà nhà gái. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, nhà đàn trai và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thị Trúc Nguyên. Dạ, năm nay em 29 mùa lá đổ, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa một lần nắm cổ tay ai luôn. Dạ, em đọc cho trôi vần à cô. Em đến từ Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Dạ, hiện nay thì em đang là nhân viên kinh doanh một nhà hàng tại thành phố Tuy Hòa. Dạ, ngoài ra thì em có làm thêm công việc là hướng dẫn viên địa phương tại Phú Yên. Ồ, vậy hay hả? Hay quá, dạ, cũng hợp lý ha. Dạ, nhưng mà em thì là quê ở Phú Yên. Quê Phú Yên luôn? Dạ. Hỏi coi ở đâu? Bạn nữ Phú Yên ở Tuy Hòa luôn hay là ở đâu bạn? Dạ em ở Tuy Hòa luôn anh. Mình ở Sông Cầu. Đúng rồi, nói tiếng Phú Yên đi, em nói được không? Dễ thương lắm luôn á, tiếng Phú Yên á.
Dạ, có dịp con xin phép mời cô Huyền Linh về. Mời cô Huyền Linh về. À, em xin lỗi. Dạ, em run quá. Dạ, có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ, đến với em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Dễ thương ha. Bây giờ bạn trai giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho nhà gái biết đi. Em thì kinh doanh cho nên điểm mạnh của em thì là có một chút quyết đoán, sống tự lập được. Em cũng có tài lẻ là ca hát. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói nhưng mà hay hành động nhiều hơn. Hành động ừ. Được á, anh hồi nãy không có hành động, anh nhắn tin không à. Mình nói điểm mạnh, điểm yếu, mình nói tiếng Phú Yên đi. Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, tốt tính, khá là hoạt bát. Dạ. Đôi khi hơi tưng tửng chút xíu quá. Nhưng mà em cũng là người biết quan tâm và chia sẻ. Về điểm yếu thì em bị thiếu tính quyết đoán. Em có mấy mối tình rồi? Rồi em có 2 mối tình chính tình cô. Còn có vài tìm hiểu thêm vài bạn, vài mối tình vụn vặt. Dạ. Bây giờ 2 mối tình chính của mình là kéo dài được bao lâu? Cái đó em không biết có được gọi là mối tình hay không. Nhưng mà cái đó gọi là người ta nói là tình đầu cô. Cái đó là tình đơn phương thôi. Nhưng phương mà thật sự là em rất là ấn tượng với cái mối tình đầu của mình. Đơn phương mấy năm? 5 năm cô. Đối phương không biết luôn á? Dạ không biết luôn. Wow. Em còn không biết là đến bây giờ anh đã có biết hay không nữa. Ồ vậy đó hả? Là được mối tình thứ 2 thì được 1 năm cơ. Tụi em cũng quen xa rồi, lúc đó em cũng còn trẻ, nói chung suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Mời nhà trai. Nhà trai mấy mối tình? Em thì tính chính thức thì em cũng có 4 mối tình rồi. 4 mối chính thức. Ít nhất là mấy tháng? Dạ, ít thì cũng 5 đến 6 tháng. 5. Dạ, dạ, nhất là gần 3 năm. Trời ơi. Trong thời gian đó thì em cũng mới đang đi học với lại cũng mới ra trường đi làm, cho nên là cũng mình cũng ít biết quan tâm đến đối phương. Mình phải rút kinh nghiệm nè, đàn ông là phải quan tâm, chăm sóc cái mối tình đó. Nhiều lần thì hai người cũng không có tìm được điểm chung hay bất đồng quan điểm với nhau á, cho nên thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì khi đó thì em cũng, tức là khi buồn thì em hay đi chơi với bạn bè này kia, cũng lâu lâu thì cũng có nhắn tin với bạn kia thì làm người nữ buồn hơn, thì cho nên là không chấp nhận được. Đúng rồi, mình đang quen người ta đi nhắn tin ta buồn, đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Chào con, trẻ măng nha. Nãy hai mấy, 29 hả? Dạ. Bên đây 28 hả? Dạ, 28. Ủa vậy đây lớn hơn tuổi hả? Dạ. Vậy đây tưởng đâu đây lớn hơn đây chứ. Sao vậy chú? Hả? Tại thầy trẻ quá. Dạ, bên đây dầm nắng dậy mưa đi bán đất đai rồi đó. Thành nó hơi đen chút thôi. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Ủa bên đây 28 ta kêu bằng anh, 29 kêu bằng chú. Nó sai sao ta? Dạ vậy để em đổi. Em đổi thôi, muốn kêu gì kêu, chú bác gì kệ. Dạ. Đi. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là cao khoảng 1m67 trở lên. Ủa sao ngang từ 67 vậy? Dạ, ngoại hình dễ nhìn. Dạ. Dạ, tính tình thì vui vẻ, hoạt bát cũng được chứ. Mà trầm tính cũng được, tại vì người con kiểu dễ tính. Dạ. Dễ tính. Dạ, nhưng mà anh đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ một xíu. Và lại là ảnh nên con tính quyết đoán giúp con, tại vì con ít có quyết đoán lắm. Con nói là anh quyết đoán đó, đúng không? Dạ, và không gia trưởng, trung thủy là được. Được không? Dạ được, cái đó là cái cũng là điểm mạnh của em. Điểm mạnh vậy tốt rồi. Thích 1 múi hay 6 múi? Dạ đương nhiên 6 múi, 6 múi tốt hơn rồi. Dạ. 6 múi lớn tuổi nó cũng dồn về múi à. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi, em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em là bạn Bảo Thái. Vâng, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, cũng như là chào bạn nữ cũng như là tất cả khán giả trong trường quay. Con thì chơi chung với Nghĩa chắc là trên dưới 15 năm. Bạn nữ thì rất là dễ thương, hoạt bát. Với cái tính quyết đoán của Nghĩa thì con nghĩ hôm nay bấm nút không là thuộc về Nghĩa. Nhưng mà dù Nghĩa lựa chọn như thế nào thì cái nhóm của tụi con có 7 đứa thì sẽ luôn ủng hộ Nghĩa hết mình. Rồi Cương đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em gái. Lời đầu tiên xin chào hai MC Quyền Linh, Hồng Vân. Xin chào nhà trai, xin chào cháu trai. Xin chào trường quay. Mình là mẹ của con gái Trúc Nguyên. Mẹ có nhận xét về bên bạn trai, ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Nói chung là những cái tính mà bên bạn trai đưa ra thì nó có những cái ý mà có thể bổ sung và tương đồng với con gái. Hai con ấy là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Mẹ luôn ủng hộ con gái và tin tưởng vào quyết định của con. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi,
Bây giờ mình mở rào nha. Bắt đầu. Hồi hộp với cô. Bắt đầu đi em. Rồi, mình đứng lên trao quà nào. Cái hay nhất mà rào vừa mở liếc qua coi cái người mà mấy chục năm mà chưa gặp đó. Anh cảm ơn quà dễ tặng. Thương đẹp quá. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn em. Em thì em 29, là sinh năm 91 hay 92? Dạ, 91 ạ. Anh 92 hả? Dạ, anh 92. Không, làm trai thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi. Nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết. Chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn chú xưng anh đi. Dạ. À, em thấy em gái thế nào? Dạ. Bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần. Chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái cảm nhận dạ. Con trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm phong việc ba nhiều mà. Dạ. người của công việc dân làm ăn mà phong ba bảo táp. Nhưng mà em thích người già như anh không hay là thích người trẻ? Dạ sao cũng như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được, chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay? Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi gì vào? Dạ em bay từ Tuy Hòa vào. Khi nào em về? Dạ thứ bảy em về. Dạ. Là ở tranh thủ ở lại chơi hả cưng? Dạ em ở lại ngày chơi cô. Dạ em thì cũng chưa tính, có thể sắp xếp được. Rồi bây giờ mình bàn tới đi, khoảng bao lâu kết hôn được, hỏi đi em trai. Nếu mà quen nhau thì em dự định có cần phải thời gian không, hay là niềm tin đủ lớn là được? Niềm tin đủ lớn là được. Dạ. Còn 1-2 tháng không thành vấn đề. Dạ đúng rồi. Thì anh cũng vậy, anh cũng nói chung là khi mà hai người yêu nhau rồi chấp nhận được nhau là được. Tại vì tình yêu thì theo anh quan niệm là nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2, và nhưng nó là 0,5 cộng 0,5 bằng 1. Cho nên là khi hai người cảm thấy chấp nhận được những tính tật, các tính các tật này kia thì mình có thể đi đến kết hôn được, chứ không quan trọng về thời gian. Dạ. Lúc nãy tại vì em run quá nên em quên, nhưng mà em có cái khuyết điểm là em không có được đảm đang lắm. Em không biết là anh có thích con gái mà không được đảm đang không? Là kinh doanh, nhân viên kinh doanh nhà hàng nhưng mà không đảm đang lắm hả? Dạ. Thì nói chung cái đó thì có thể học được, chứ cũng không có không quá quan trọng lắm. Ví dụ như anh nghĩ sao về việc chia sẻ công việc gia đình với người vợ nếu sau này? Cái đó thì anh cũng sẵn sàng thôi, nếu mà hai người yêu nhau cưới nhau rồi thì cái đó sẵn sàng thôi, chứ không quan trọng gì. Giao luôn một gì đó, hát tặng bạn gái cái gì đó. Rồi, bắt đầu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất
tia nắng trong anh không xa rời. Rồi mình đáp lễ lại luôn con. Em cũng gửi tặng một bài hát đáp lễ. Thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát nhưng mà lại là về Phú Yên nữa. Chờ nắm tay vô đi. Dạ. Cảm nhận đi. À, dạ. Dạ thầy. Đó đúng rồi. Dạ, em xin phép sẽ hát vài câu bài Trách Thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đặng nè, mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ. Trời ơi. Bấm hay không là quyền của các bạn. Không đồng ý không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi đúng không? Dạ bấm hết rồi. Hả? À, em trai không bấm. À dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc cho nên là em thấy bạn em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình bạn muốn hẹn hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.